với nước lạnh vì như vậy sẽ gây kích thích cơ thể và khiến khó ngủ. Tạo làn gió mát. Quạt gió là lựa chọn phổ biến để làm mát phòng ngủ. Để tăng hiệu quả, mọi người có thể để một tô nước lạnh hoặc nước đá trước quạt. Luồng gió mang hơi lạnh lưu thông khắp phòng. Để ga trải giường vào tủ lạnh. Nếu thời tiết quá nóng, mọi người có thể làm mát giường ngủ của mình bằng cách cho ga trải giường và áo gối vào một chiếc túi, sau đó đặt túi vào tủ lạnh khoảng 30 phút rồi lấy ra dùng. Alo, chị Hoa, sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm thế này? Tuấn à, chị muốn nhờ em tư vấn lại đây. Dạo này đất khu công nghiệp hot quá, báo chí đăng tin giá đất mấy khu này tăng suốt ngày. Đợt trước em rủ mua cùng mà chị đắn đo, giờ thấy tiếc quá, không biết mua bây giờ còn được không em? Có tiền thì mua sớm đi chị, có luôn dự án hot cho chị đây. Dự án nào thế em? Dự án Sing Garden của chủ đầu tư Singland. Vợ chồng em tính mua thêm một lô nữa để mở cửa hàng kinh doanh. Dự án nằm ngay tuyến đường huyết mạch, nối liền 3 khu công nghiệp lớn. Sát ngay khu dân cư đông đúc, rất tiện kinh doanh, để ở hoặc là cho thuê. Ôi, hay quá, thế em có thông tin gì về giá không? Dự án sắp mở bán trong tháng 6, giá quá tốt, chỉ từ 1,9 tỷ một lô, bàn giao xây hoàn thiện mặt ngoài. Lại đang có chính sách chiết khấu 2% khi thanh toán sớm. Chưa hết, chủ đầu tư Singland còn có chính sách thuê lại, lợi nhuận cam kết lên tới 10% một năm nữa chị ạ. Nghe hấp dẫn thật đấy, cuối tuần này chị xuống Bắc Ninh, em dẫn chị đi xem trực tiếp dự án, rồi chị em mình chốt luôn nhé. Ok, nhất trí luôn, chị em mình về làm hàng xóm thì con gì bằng. Sing Garden, cộng đồng văn minh, sinh khí phát tài. Hotline 0902 498 355. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, việc trang bị toàn diện kiến thức, kỹ năng cho trẻ là vô cùng cần thiết. Nắm bắt và thấu hiểu điều đó, chương trình bàn tính và số học trí tuệ UC Smart ra đời và đã được công nhận là chương trình đi đầu về đào tạo phát triển tư duy cho trẻ em từ 4 đến 14 tuổi. Mang tới cho trẻ em toàn cầu cơ hội học tập và rèn luyện trí não một cách toàn diện thông qua hệ thống nhượng quyền chính thức tại 78 quốc gia trên toàn thế giới. Được nghiên cứu và thiết kế chuyên sâu, chương trình UC Max phù hợp với khả năng tư duy của trẻ nhỏ theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, giúp trẻ phát huy cao nhất khả năng tư duy, suy luận, logic, trang bị cho trẻ đầy đủ trí tuệ, kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng những thử thách từ môi trường học thuật cũng như làm việc ngày càng cạnh tranh cao trong tương lai. Khi tham gia chương trình UC Max, các con sẽ được rèn luyện, phát triển và từng bước hoàn thiện các kỹ năng vô cùng cần thiết. 1. Tập trung cao độ. 2. Ghi nhớ lâu bền. 3. Quan sát nhanh nhạy. 4. Tư duy sắc bén. 5. Hình dung tưởng tượng tốt. 6. Tính toán siêu tốc. Đây là khóa học vô cùng bổ ích, vừa tạo cho các con môi trường sinh hoạt lành mạnh, vừa giúp các con được rèn luyện phát triển khả năng tư duy, tính tập trung, logic. Vì vậy, trung tâm rất mong muốn được các bậc phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình tham gia khóa học này. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, trung tâm có rất nhiều ưu đãi cho các bạn đăng ký mới. Chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Toán Tư Duy UC Max Lương Tài. Địa chỉ: đường Đoàn Phú Tứ, thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh, đường Bờ Mương, chợ Thứa. Điện thoại 0933 787 555 hoặc 0967 997 855. Nhắc đến toán thông minh là nghĩ đến UC Max Lương Tài. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Lương Tài. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.